Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Trong video này mình xin chia sẻ với các bạn về kế hoạch tổ chức hội khóa phù đổng của trường Trung học phổ thông Vị Thanh năm học 2022-2023. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nói gì vậy?
Học sinh hạng 3, các cầu nữ lớp 12 hạng 8 và 11 hạng 5. Và hai em được thi đấu. Trang thiết gì của hai lớp 11 hạng 8 và 12 hạng 4 chuẩn bị. Thank you.
Vấn đề mình chia sẻ trong video này đến đây là hết rồi. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa, xin các bạn vui lòng nhấn thích, chia sẻ, đăng ký kênh và nếu có ý kiến thắc mắc, mời các bạn để lại bình luận bên dưới video này. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.